đó, không ngờ con nai lại nhả một đống tiền vàng. Cậu bé nhận ra mình chính là con nai vàng trong truyền thuyết nên đã ném số tiền vàng sang bờ bên kia. Một nhóm kỵ binh từ trong rừng lao tới. Thì ra nhà vua đem quân đi săn, nhà vua hỏi cậu bé có nhìn thấy con nai vàng không, cậu bé chỉ về hướng ném đồng tiền vàng. Nhà vua liền ra lệnh cho người ta điều tra và nói rằng nếu cậu bé